Facebook sắp ra mắt trợ lý ảo cạnh tranh Siri, Google Assistant và Alexa. Hôm qua, ngày 17 tháng 4, Facebook vừa xác nhận rằng họ đang phát triển trợ lý ảo bằng giọng nói của riêng mình, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Google Assistant, Amazon Alexa và Siri của Apple. Chúng tôi đang phát triển công nghệ trợ lý giọng nói và AI, có thể hoạt động trên toàn bộ các sản phẩm AR trên VR của chúng tôi bao gồm Portal, Oculus và các sản phẩm trong tương lai. Một phát ngôn viên của Facebook chia sẻ với tờ Reuters, rõ ràng, điều khiển giọng nói khá quan trọng với các thiết bị AR và VR, bởi chúng thường không được sử dụng kết hợp với bàn phím, chuột và màn hình cảm ứng. Portal là một thiết bị hỗ trợ liên lạc và gọi video dành cho Messenger của Facebook. Việc bổ sung thêm trợ lý giọng nói sẽ giúp nó trở thành một chiếc loa thông minh có khả năng quay video, gần giống với Google Home Hub và Amazon cho sầu. Thông tin về trợ lý ảo của Facebook vừa được tiết lộ bởi tờ CNBC vào sáng ngày hôm nay. Nó được phát triển bởi một nhóm lập trình viên tại thành phố Redmond, Washington từ đầu năm 2018. Theo CNBC, Facebook được cho là đã liên hệ với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng loa thông minh và có lẽ sẽ sớm ra mắt một sản phẩm chuyên dụng trong thời gian tới. Chắc chắn rằng Facebook sẽ gặp không ít khó khăn khi tham gia vào thị trường loa thông minh. Đến thời điểm hiện tại, Amazon và Google vẫn đang là những nhà sản xuất thống trị thị trường trong đó HomePod của Apple đã thu được hàng tỷ đô la Mỹ, ước tính chiếm tới một sáu thị phần trong quý 4 năm ngoái. Ngoài ra, Facebook cũng dính phải không ít bê bối và điều này làm cho nhiều người nghi ngờ về quyền riêng tư trên các sản phẩm loa thông minh của công ty. Theo Lê Long Theo trí thức trẻ